Doanh nghiệp thay ma trỗi dậy, trở thành quả tạ kéo lùi tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Lãi suất tăng lên khiến các doanh nghiệp thay ma xuất hiện ngày càng nhiều trong nền kinh tế, ảnh hưởng tới hoạt động của những công ty khỏe mạnh, cũng như có nguy cơ tạo ra phản ứng dây chuyền khi sụp đổ. Doanh nghiệp thay ma hay doanh nghiệp sát sống là những công ty gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc các ngân hàng mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật nhưng vẫn tránh được sự sụp đổ. Theo Bloomberg, mối nguy từ nhóm doanh nghiệp này đang ngày càng hiện hữu. Điều kiện tài chính thắt chặt hơn đang có nguy cơ tạo thêm doanh nghiệp thay ma mới và giết chết những công ty đang bên bờ vực phá sản. Các ngân hàng trung ương đang phải cân bằng giữa việc hạ nhiệt lạm phát và không tạo ra thêm thay ma mới. Doanh nghiệp thay ma là gì? Doanh nghiệp thay ma là những tổ chức không kiếm đủ tiền để trang trải lãi vay trong một thời gian dài. Trong báo cáo tài chính, tình trạng này được biểu thị ở tỷ lệ thanh toán lãi vay nhỏ hơn 1. Ông Ricardo Caballero, giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT, đã sử dụng cụm từ này vào những năm 2008 để nhắc đến thập kỷ mất mát của Nhật Bản những năm 1990. Tuy nhiên, thuật ngữ này được sử dụng lần đầu vào những năm 1980 bởi ông Edward Kahn của Đại học Boston nhằm mô tả các ngân hàng tiếp tục hoạt động dù trên thực tế đã bị sụp đổ do thua lỗ vì các khoản vay thế chấp bằng bất động sản thương mại. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS, 15% công ty niêm yết tại các quốc gia phát triển được coi là thay ma vào năm 2017, tăng từ 4% vào cuối những năm 1980. Một phân tích của Goldman Sachs vào năm 2022 cho rằng khoảng 13% doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ có thể là thay ma. Một nghiên cứu bởi Fed cho thấy số lượng doanh nghiệp thay ma dao động trong khoảng 10% từ năm 2000 đến năm 2020, với con số tăng lên vào thời kỳ suy thoái. Các công ty như AMC Entertainment hay Carnival đã bị coi là doanh nghiệp sát sống tại Mỹ trong những năm gần đây. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD ước tính rằng trong những năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, khoảng 5% công ty tại châu Âu đang trong cảnh sống dở chết dở. Từ năm 2016, Trung Quốc đã thúc đẩy một loạt các cải cách về khí cung nhằm tiêu diệt các doanh nghiệp sát sống, đặc biệt là ngành thép và than. Điều gì gây ra sự trỗi dậy của doanh nghiệp thay ma? Doanh nghiệp thay ma tồn tại bằng tiền rẻ. Những công ty này đã phát triển trong thập kỷ qua khi ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích nền kinh tế. Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhiều ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất cơ bản tới mức thấp kỷ lục, còn số khác lại tăng cường mua trái phiếu để kéo lãi suất xuống. Tác động của những chính sách nới lỏng trên tới doanh nghiệp hiện vẫn đang được tranh luận. Vào năm 2021, Fed cho biết công ty thay ma không được hưởng lợi từ các mức lãi suất đặc biệt trong thời kỳ đại dịch. Những người khác lại cho rằng doanh nghiệp thay ma đang ẩn nấp, không thể nhìn thấy cho tới khi lãi suất tăng vọt. Chi phí trả nợ tăng cao có thể đẩy một doanh nghiệp dễ bị tổn thương vào tình trạng dở sống dở chết và lãi suất đang đi lên ở khắp nơi trên thế giới. Ví dụ, khoảng 36% các nhà phát triển bất động sản được niêm yết ở Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc trả nợ vào năm ngoái, tăng từ 29% vào năm 2021. Tại những quốc gia với chi phí đi vay còn thấp, tỷ lệ này không tăng quá nhanh. Khoảng 13% doanh nghiệp Nhật Bản bị coi là thay ma trong năm kết thúc vào tháng 3 năm 2022. Tỷ lệ doanh nghiệp thay ma đã tăng từ mức 9,9% của năm ngoái, nhưng vẫn là tương đối thấp. Hiện Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn đang áp dụng chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo. Thay ma len lỏi vào ngành ngân hàng. Sự hỗn loạn trên thị trường sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank SVB vào tháng 3 phản ánh lo ngại rằng lãi suất cao đã làm suy yếu những bộ phận quan trọng của ngành ngân hàng. Vấn đề của SVB và Signature Bank, ngân hàng cũng bị đóng cửa bởi các cơ quan quản lý, bắt nguồn từ những khoản lỗ chưa thực hiện do trái phiếu giảm giá khi lãi suất tăng. Vào cuối năm 2022, toàn ngành ngân hàng Mỹ đã phải gánh khoản lỗ chưa thực hiện lên tới 620 tỷ đô la. Các ngân hàng nhỏ hơn cũng phải đối mặt với chi phí gia tăng khi các quỹ thị trường tiền tệ với lãi suất cao hơn đang hút tiền gửi. Các ngân hàng khu vực buộc phải lựa chọn hoặc mất hàng tỷ đô la tiền gửi hoặc nâng lãi suất tiết kiệm và chịu thiệt hại về lợi nhuận. Tác động tới nền kinh tế.
các doanh nghiệp thay ma đang thu hút dòng vốn mà lẽ ra những công ty sáng tạo có thể sử dụng để đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ mới. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, hoạt động đầu tư của một công ty bình thường sẽ cao hơn trung bình 2% trong năm 2013 nếu tỷ lệ doanh nghiệp thay ma bằng với năm 2007. Doanh nghiệp thay ma khi sụp đổ còn gây ra tình trạng mất việc làm, giảm tiêu dùng, thắt chặt hoạt động cho vay và cuối cùng đẩy những công ty khác đến gần bờ vực phá sản. Giải pháp hiệu quả về mặt kinh tế là giúp đỡ doanh nghiệp thay ma thoát khỏi cảnh khốn cùng. Tuy nhiên, việc hiện tượng này kéo dài dai dẳng cho thấy mục tiêu này khó thực hiện đến thế nào. Nghiên cứu của BIS cảnh báo rằng có 85% khả năng các doanh nghiệp thay ma tiếp tục gặp khó khăn trong những năm tiếp theo, tăng từ 70% vào cuối những năm 1990. Một phần của vấn đề trên là bởi chính phủ muốn hạn chế việc các doanh nghiệp thay ma phá sản hoặc phải đóng cửa các ngân hàng. Quyết định cắt sản lượng của OPEC cộng thổi bùng lo ngại về lạm phát và suy thoái. Sau quyết định sản lượng của OPEC cộng, nguy cơ giá năng lượng tăng sẽ khuếch đại áp lực lên lạm phát và tăng trưởng nền kinh tế, cản trở đà hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ. Ngay khi cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng có vẻ đã dịu bớt, các nhà đầu tư lại có thêm nỗi lo mới khi OPEC cộng bất ngờ quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô. Động thái này có nguy cơ khiến áp lực giá càng thêm dai dẳng và khiến cho các ngân hàng trung ương trì hoãn việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Theo Bloomberg, các chuyên gia nhận định rằng thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ giảm điểm bởi việc giá dầu tăng sau khi sản lượng bị cắt giảm sẽ gây hại cho tăng trưởng. Tuy nhiên, nhà đầu tư chắc hẳn không tin sự kiện này sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay đổi ý định về lãi suất. Tại cuộc họp tháng 3, Fed đã hàm ý rằng họ sẽ chỉ tung thêm một đợt tăng lãi suất nữa. Sau đây là đánh giá ban đầu của một số chuyên gia và các nhà phân tích. Nhà đầu tư vỡ mộng. Ông Ronald Tambo, giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Liza ở New York cho biết, việc OPEC cộng cắt giảm sản lượng nhắc nhở chúng ta rằng lạm phát vẫn chưa bị khống chế. Động thái này cộng với nhu cầu năng lượng gia tăng từ Trung Quốc sẽ làm tăng rủi ro lạm phát dai dẳng. Và vì động thái này, các ngân hàng trung ương có thể sẽ không nới lỏng được chính sách tiền tệ nhiều như họ muốn trong trường hợp nền kinh tế chậm lại. Các nhà đầu tư cổ phiếu có thể cảm thấy bị vỡ mộng bởi thị trường chứng khoán đang phản ánh vào giá kịch bản lý tưởng là lãi suất hạ và nền kinh tế không suy thoái. Thị trường trái phiếu có cái nhìn thực tế hơn về nguy cơ suy thoái, nhưng có lẽ vẫn còn quá lạc quan về phản ứng của các ngân hàng trung ương đối với đà giảm tốc của tăng trưởng. Quyết định ngày hôm nay của Liên minh dầu mỏ OPEC cộng khiến việc đánh giá triển vọng tương lai càng trở nên phức tạp đối với các nhà đầu tư trên mọi thị trường. Ông Tambo tiếp tục. Fed đau đầu. Ông Hidehiro Jok, chuyên gia tại công ty chứng khoán Mizuho Security, nhìn nhận lạm phát rất có thể sẽ tiếp tục là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với chính sách tiền tệ của Fed. Do đó, động thái ngày hôm nay sẽ khiến cho thị trường bớt trông đợi vào việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, chỉ riêng việc OPEC cộng giảm sản lượng dầu thô có lẽ sẽ không đủ để thị trường tin rằng Fed sẽ kéo dài chiến dịch tăng lãi suất, bởi các quan chức còn phải dè chừng sự hỗn loạn trong ngành tài chính. Do đó, ít có khả năng thị trường sẽ phản ánh thêm vào giá các đợt tăng lãi suất bổ sung từ Fed. Tăng trưởng gặp áp lực. Ông Tony Sycamore, nhà phân tích tại IG Australia dự đoán chứng khoán sẽ đi xuống trong ngày hôm nay. Cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng dẫn đến hậu quả là tín dụng bị thắt chặt và tăng trưởng chậm lại. Giá năng lượng tăng cũng sẽ đè nặng lên tăng trưởng và rất có thể sẽ cản trở đà hồi phục của thị trường chứng khoán trong những tuần vừa qua. Giá dầu nhận được cú hích. Ông Bijam Skilrop, trưởng chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng SEB, nhận xét, việc OPEC cộng cắt giảm sản lượng có tác động tích cực với dầu mỏ và sẽ đẩy nhanh quá trình giá dầu Brent quay trở lại mốc $100 một thùng. Ông nói tiếp, cắt giảm sản lượng là quyết định dễ dàng đối với các nước trong nhóm OPEC cộng, bởi rủi ro để mất đi thị phần vào dầu đá phiến của Mỹ là khá thấp, bởi tăng trưởng nguồn cung tại Mỹ đang giảm tốc. Khi tăng trưởng dầu đá phiến của Mỹ giảm dần, lẽ tự nhiên là OPEC cộng sẽ có thêm quyền lực thị trường và giá dầu đi lên.